Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách may khẩu trang cho trẻ độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Và để may được chiếc khẩu trang như này thì chúng ta cần chuẩn bị một tờ giấy mẫu. Đó là một tờ giấy có hình chữ nhật, có chiều dài là 21 cm và chiều rộng là 17 cm. Chúng ta đánh dấu bốn góc của hình chữ nhật, mỗi góc vào là 4 cm. Và chúng ta sẽ phần góc này đi. Chúng ta sẽ cắt phần góc như này. Và chúng ta sẽ làm như vậy với các góc còn lại. Sau khi đã cắt bốn góc của hình chữ nhật thì ta sẽ được một hình như này. Và chúng ta sử dụng một miếng vải hình chữ nhật có chiều dài tương tự là 21 cm và chiều rộng là 17 cm. Chúng ta đặt phần mẫu này lên. Chúng ta sử dụng ghim. Và ghim phần, chúng ta có thể sử dụng ghim để ghim phần góc, hoặc là chúng ta có thể dùng phấn để vẽ. Sau khi đã sang dấu xong thì mình sẽ tiến hành cắt các góc phải. Và mình cũng làm cũng cắt tương tự với các góc còn lại nhé. Sau khi cắt xong thì ta sẽ được một miếng vải như này. Và với phần vải lót thì chúng ta cũng cắt tương tự như phần vải chính. Phần vải lót thì chúng ta nên chọn những miếng vải mềm mịn để khi bé đeo lên thì cảm giác dễ chịu. Và sau khi cắt được phần vải lót và vải chính như này thì mình sẽ sử dụng ghim để ghim phần vải chính và vải lót vào với nhau. Và sau đó sẽ tiến hành may theo hai cạnh như thế này. Và mình sẽ để lại hai đầu này để sau khi may xong mình sẽ lộn ra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành may ghim phần vải lót và vải chính với nhau nhé. Chúng ta sẽ may đường may là 0,5 cm. May xong thì mình sẽ vớt các góc này đi để khi mình lộn ra thì phần khẩu trang nó không bị cộm. Sau đó mình sẽ lộn ra và mang đi làm. Mình lộn để các góc của khẩu trang được đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi nà nhé. Mình sẽ tiến hành nà để khi mình mí khẩu trang được đều và đẹp hơn. Và vét hết những cái phần vải đọng này ra để cho nó không bị đọng. Sau khi đã là xong thì mình sẽ tiến hành mí và cũng sẽ không mí hai đầu này. Xong mình mang là qua và mình sẽ gấp phần vải, mình sẽ gấp bằng hai mét này nhé, các bạn nhớ gấp bằng hai mét này. Và mình sẽ là sau khi đã là như này thì mình sẽ mang đi mí hai đường này nhé. Khi đã mí xong thì các bạn chuẩn bị cho mình hai sợi dây thun có chiều dài là 22 cm nhé. Và mình sẽ đặt sợi dây thun vào đây. Mình gấp hai lần vải vào để phần vải không bị tư nhé. Sau đó mình sẽ tiến hành mí.
quay thì mình sẽ tiến hành lật hai phần lá này ra. Mình đặt đặt bếp này ạ, cái bếp này bằng với đường mi bên ngoài này. Các bạn để ý nhé. Và sau đó mình sẽ tiến hành may. Bên này mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Và sau khi mà mình đã may xong thì mình sẽ thắt phần dây thun này. Và mình sẽ giấu vào bên trong. Giấu ở bên trong phần khoai đã may nhé. Mình sẽ giấu bên trong này. Mình giấu bên trong khoai như này. Ở đây mình đã hoàn thành chiếc khẩu trang cho các bạn nhỏ từ độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy nhớ đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.